Hey hey, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game Dancing Light fanmade của bạn có biệt danh là Quick Quick. Bạn ấy đã làm một cái cấp độ gọi là Zmei. Mình cùng các bạn xem có phải đúng là Zmei thật sự không. Mình sẽ chọn là Ultra đi. Ok. Wow. Đây đích thực là một Zmei, nhưng mà để xem cách chơi của nó xem có làm cho mình thấy thỏa mãn không. Wow. Nhạc remix lại của The Maze của Dancing Light. Game on. What what đi đâu đây? Tèo tèo tèo. What the? Có thể đi thẳng. Không được. Sẽ nghe lời nhạc. Ăn chu gơ. Có gì đó sai sai ở đây. Nó đang bị sai ở đâu đó. Cái bạn Cubic này, bạn đã làm level chất lượng hình ảnh có thể là không được đẹp, nhưng mà cái đường đi tư duy của bạn khá là tốt. Hay vào nào đường đi rất là dị. À thế rồi, thấy 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 đây đây, các bạn có thấy cái kim cương nó di chuyển xuống dưới đó. Yeah, bắt được rồi. Wow. What the? Cẩn thận. What? Sao mình đi xuống đấy nhỉ? Bật chế độ nghiêm túc này. Wow. Yeah. What the hell? Khả năng mình lệch một nhịp nhạc rồi. Again. Yeah, chính nó, chính nó. Tiếp theo. Yeah. Mình vẫn chưa hình dung được cái đoạn đấy như nào đâu nhá. Phải đâu. Mà đã có cái này rồi. Wow. Tèo 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 tèo. Cái độ thật là tuyệt vời. Khá là hay và khá là khó. Một lời khen ngợi cho bạn Quick. Khá là ổn. Mình nghĩ cheater lên mời bạn này về
để cứu vãn tình hình hiện tại. Bruh. Wow, không ăn được. Bruh. Không ăn được. What? Đi đang đi đâu thế này? Mình có một cái nền tảng từ The May của Dancing Light ngay từ đầu rồi. Nghe vào đây bắt rất là dễ. 90%. Again. Nó cảm giác ai là hiểu rõ mình. Khá dị các bạn, tốc độ tuyệt vời ấy, lâu lắm rồi chơi có cảm giác này. What the? Tại sao lại không đi ra kia nhỉ? Mình phải vừa chơi vừa hát giống Roy Mai. Mới qua được cái cửa này. Có thể mình không phải là ca sĩ như anh ấy. Yeah. Wow. Yeah. Level thật là awesome. Yes. Một level fanmade. Yes. Cảm ơn bạn quý vị và mọi người đã xem video vừa rồi của mình. Yeah. Xin chào. Bye, hẹn gặp lại.